Sôm anh nhát cơ tục chùm riêp xu ạ đom lục chùm tiêu bởi mình đã sạp chỉ tì cơ tục. Sôm xoá côm xa chỉ thơm ấy mà càng kết dâm phía rồi bỏ ABI vòi. Sạp đá ní dương nâng miên và thiên là bọt đầm bởi bị phía xa ông bị ca chô chia sẻ mà chất này ông ca này tố rồi bỏ bởi tế phang long nâng xôi ai nâng bánh hà vô chôm và đại xong để sọc này đầm bọn rộp. Cứ đôi chì ca chùm run nâng ca chô chia sẻ mà chất rồi bỏ ông ca này tố rồi bỏ ôi cái này hôm nay. Hồi thường ngày ní dương miên việc mình kể từ dù chú rùm đòi lục ấm rồi chết đại diện đã sáng chiếu này vị trí than chắc khổ sai là gì được hai cả thả AVI bắt sau mà anh nhát kết thúc chuẩn bị số lộ số chiết nâng sớm xóa công sai chỉ mấy mà càng kết dâm phía là bỏ AVI vội ba trong điểm số và cũng mọi khách bê dũ dân chỗ từ càng kịch dùng phía dân bà tòa tay mà đồn ở cả bì bê thamay thamay ní bà tê thằng bì đại miền phùm phong rồi bọn chọp chì mùi nâng bà tê rù xì cứ phang lõng nâng xôi ai bàn đạc cả sân xông nơi dùm ai chắc cập hiếp này ông ca nà tô rồi gò ông ca dân thích nhà ạ tà lòng tích hàng chướng khả nạ đại dòng krim rù viên rù xì nâng ôi kênh cùng phong ra bình tò dàng cả đại cử cục ở chiếc bà thấm ta ở với tớ đại chìa mù là hai chồng bốn nè nôm ở bà tê thằng bì cứ phang lõng nâng xôi ai bà đại nhà chất nâng ông ca châu chia sẻ mà chắc là ông ca muốn đi phim phim bài này. Bà con trăn xong rạp xong nổ này, rồi thay bị bà phang lăng nâng xoay ép bàn đã biết xin là xong châu chia sẻ mà chắc là ông ca nà tô cả bị thường ngày tí đập bầm bay khai ưu dụp hìa đào chấp đàm lăng tam đâm là ca ca tụt đà là ca xin là xong châu chia sẻ mà chắc ông ca nà tô này miền rồi dạp bêl tại phần màn khai bà nó xong rạp tế từng pin này đại sa bớt đi từng pin cứ chia tay ta rồi bỏ sạp phim ở rộp sạp là cột bàn chu rùm sạp phim ở rộp cao bị chân mà quan phong bồn nói cao sập rắm phim phim bớt đó bị cả bàn chọc này sừng kềm được chia phần tai bớt đi từng pin bàn bạc căn chấm hoa cùn u bay áp chia cắt sầm rạp sản sóc bạc lưu phần tai vay vay cướp giang với bàn phải prù bớt đó bị rossi bàn vui bà hà từ lâu Ukraine đại sa phần nào cũng nét robot vật chất chun nơi phẳng lỏng hay nâng vật chất chun nơi suy ad bàn plug đầu dạng khăng cả quan tro robot sát thiên nhạc chun chấm phu ca châu chia mà chắc NATO nơi khung vật tế phẳng lỏng bàn cả làng pi rahal sam sập hiệp rồi rahot dal chết bảy sập hiệp rồi nơi khung cả tiếp tục một tệ mùi hay cái nạp bèo đại vật chất chun suy ad phi trán có yul prom ai vật tế robot luôn châu chia mà chắc ông ca này đây cả ta này ban chung rồi nhờ nhà nước bay nước con ông bớt tay phẳng lăng hay nước bớt tay suy ết, xong ra chặt đầu cùng nước bay sản xuất bạc luôn, bị áp chế cắt mọc chế châu bạc sầm phồn từ vùng bão cồn và từ lâu số chuyện, hai ta với tới đây chỉ pha bự giáo xong ra bớt tay tháng pin này nước con ca châu chỉ xem chắc là bỏ ông ca dân thị sinh nhà ăn lòng tích hàng chữ, rồi xây bạch ban miền prom đan cục provide 755 ไมล์ ជាមួយនឹងសមាជិកNATOចំនួន 5 ហើយការចូលជាសមាជិកNATOរបស់ហ្វាំងឡង់នឹងអាចពង្រីក ព្រំដែនរបស់NATOជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែឆ្ងាយជាងមុនទៀត ដោយសារហ្វាំងឡង់មានព្រំដែនគោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរហូតទៅដល់ 830 ไมล์ អញ្ចឹងបន្ថែមពីលើ Đàn cục đã miễn sạp chung nguồn bằng 755 máy đại là NATO miễn chung mùi nâng Rússi. Các bạn thêm sử dụng dịch viết phẳng lăng hay nâng sử dụng ad đó chỉ phát bởi dọc đang dự tử xác nâng phù mở xác đào NATO. Hay mùi là hết đại là bởi tế phía trang châu chia sử dụng NATO đối với dương từng ốc nghiệp bản đấng cứ đại xa tại miệt trạp phạm này sân thị sinh nhà rồi bỏ ông cá này. Đại bản tranh tha, bất tế hạt lấy khay từng ốc, chặt tục ca vi bà hà nà mùi, mộc lưu xa mà chức rồi bọc luôn nà mùi, chỉ ca vi bà hà bà chăng nâng xa mà chức nà tàu từng ốc. Chúng nói chung khăn này, sân thị sinh nhá, chịu xe, miệt tràn tì prám, miệt bùm non, đầm bay rìa ràng sâu viết, vì môn mình mên chìa rà xì địch bà chùm bán tế, vần đây vì môn chìa giảm hiệp sâu viết, vì ca vi lúc mộc lưu bà tế, đà bà căn là thị bà chìa thập tài, ដែលខ្វះកម្លាំងយោធាសម្រាប់ការពារខ្លួនហើយមេត្រាទី 5 ហ្នឹងធានាអះអាងនៅធនធានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងមូលរួមទាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការការពារប្រទេសសមាជិកណាមួយរួមទាំងប្រទេសសមាជិកតូចៗក្តី
ដែលគ្មានលទ្ធភាពអាចការពារខ្លួនបាននោះទីហោដូចជាប្រទេសអ៊ីស្លង់ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា Iceland គាត់មានកងទ័ពឈរជើងទេអញ្ចឹងប្រទេសដែលលទ្ធភាពទាបបែបនេះគឺងាយនឹងរងការវាយប្រហារពីប្រទេសដែលជាមហាអំណាចធំៗដូចជារុស្ស៊ីជាដើមសរុបមកការចូលជាសមាជិកNATO នឹងជួយការពារប្រទេសទាំងពីរខាងផ្នែកសន្តិសុខ បាទអរគុណយើងឃើញថាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO របស់ហ្វាំងឡង់នឹងសួយអាចរួចរុស្ស៊ីក៏បានបង្ហាញនូវជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាដាច់ខាតស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់នូវជំហររបស់ខ្លួនគឺក្នុងការថែរក្សាក៏ដូចជាផ្តល់នូវសន្តិសុខនិងសន្តិភាពទៅដល់តំបន់អឺរ៉ុបតាមរយៈអង្គការ NATO ដើម្បីជៀសផុតពីការច
ហើយក៏ជាការពិតណាស់ក្រោយពេលដែលជាការពិតណាស់ក្រោយពេលដែលប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយនិងស៊ុយអែតបានគាត់បានប្រកាសចូលស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ ដែលនឹងបង្កនៅផលវិបាកយូរអង្វែងហើយដូចគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងគឺលោកឌីមីទ្រីហេតស្កូវក៏បានយល់ដែរថាការពង្រឹងវត្តមានរបស់ ហើយលោកបន្ថែមថាការឆ្លើយតបរបស់រុស្ស៊ីគឺអាស្រ័យទៅលើតើចម្ងាយហើយនិងកម្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ណាតូនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីកម្រិតណាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការឆ្លើយតបគឺផ្អែកទៅលើកម្រិតហើយនិងចម្ងាយនៃមូលដ្ឋានយោធារបស់ណាតូឯកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីពូទីនហាក់ដូចជាបានបង្ហាញ ពីអេរីយ៉ាបតមួយហាក់ដូចជាអន្តរពលមិនតិចចំពោះប្រទេសទាំងពីរដែលលោកគាត់ថាការស្នើចូលជាសមាជិករបស់អង្គការណាតូរបស់ហ្វាំងឡង់ហើយនិងស៊ុយអែតមិនបានបង្កជាផលគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែលោកបានព្រមមានថាប្រទេសទាំងពីរអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់កងកម្លាំងឬក៏ឧបករណ៍របស់ណាតូមេដឹកនាំស៊ុយអែតកន្លងមកក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនដែរថា ខ្លួននឹងមិនធ្វើជាប្រទេសសម្រាប់ផ្ដល់មូលដ្ឋានយោធាឲ្យកងកម្លាំងរបស់អង្គការណាតូនោះទេចំណែកហ្វាំងឡង់វិញមកទល់ពេលនេះជាងអត់ទាន់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ហ្វាំងឡង់បង្ហាញពីជំហររបស់ខ្លួនឡើយថាតើខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យណាតូដាក់មូលដ្ឋានយោធានៅទីនោះឬក៏អត់យើងក៏លើកមកមើលសមាជិករបស់អង្គការណាតូដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺប្រទេសន័រវេ តែជាសមាជិកណាតូយូរអង្វែងដែរហើយគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនេះគ្រាន់តែអាចប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនធ្វើសមយុទ្ធប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងនៅមូលដ្ឋានយោធារបស់ណាតូអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ការដំឡើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយចំពោះការចូលសមាជិក របស់អង្គការណាតូវាបានបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយនិងស៊ុយអែតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានបង្កើតនូវនិមាបនកម្មសន្តិសុខថ្មីមួយទៀតនៅខាងអឺរ៉ុបផងដែរចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ឃើញថា វាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកអង្គការណាតូក្រោយៗហើយទី2អាស្រ័យទៅលើថាតើប្រទេសនោះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងដោយរបៀបណាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរដូចជាយើងធ្លាប់បានឃើញកន្លងមកប្រទេសហ្វាំងឡង់គាត់ធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺបានកើតមានចាប់តាំងតាំងពីឆ្នាំ 1939 មកគឺมันមានការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសហ្វាំងឡង់ទៀតនោះទេ
Bà xong một con. Và đã lộ sự chuyện các snail nơi sự mà chức gặp hiệp là bỏ phang lăng nâng xôi ai có tờ bàn xoa cung vì thân ảnh được nguồm tiếng ọ này bật tế chia sự mà chức ông ca NATO phần này bần tay lực lên tại lộ bật thiên thập đầy tù kì cứ lộ Recep Erdogan đại bàn bằng hai vì dùm hồ phim phim của đôi chìa pra nơi sất vệ tù bật chăng đàn ca châu chia sự mà chức tờ bỏ bật tế tiếng pi này bần tay ca pi ngay tìm mà phây bà môi nâng xam sắp khai mỹ thân ái cần lòng tứ nơi ai kết bổ sung cầm phu ông ca NATO nơi ai tì cầu Madrid và tây Spain mấy đặc nom này và tây đặc bấy cứ phẳng long nâng sôi ai cái đôi chi lộ bờ thiên tập ở đây tu kỳ Recep Erdogan ban cho hát lệ kha từ lời anh út sao này cài dục dục kia tây phía kỳ mũi đầm bay chỉ cả xoa cúng từ đó và tây phẳng long nâng sôi ai nâng bao phơi với tay đằng pi trong cả chui chia mà chất đồ bảo hàng cài NATO pẹp pon từ nâng pay nhà này ta lục sụt chia vô khơi hà ta vi chia sẻ nhau với chúng miền đại tế rí cổ nơi thể miền nơi pay nhà ha open sạ nơi bị cao khôn na tiết đại tụp cắt nơi đầm nà ca đại với tay đằng pi này chui chia mà chất hàng cài NATO chỉ phơi cả số một con đội dương ban đằng thằng ở kia hơi đầm bay chui chia mà chất របស់ អង្គការ NATO ប្រទេសស្នើសុំ ត្រូវ ឆ្លង កាត់ នីតិវិធី មួយ ចំនួន ដូច ខាង ក្រោម ទី 1 ប្រទេស ដែល ដាក់ ពាក្យ ស្នើសុំ ត្រូវ ផ្ញើ លិខិត ទៅ កាន់ អគ្គ លេខាធិការ របស់ អង្គការ NATO ហើយ ទី 2 ការ អញ្ជើញ ជា ផ្លូវការ ដើម្បី ចាប់ ផ្ដើម កិច្ច ចរចា ឬ ក៏ ការ ពិភាក្សា នឹង ត្រូវ ផ្ញើ ត្រឡប់ ទៅ កាន់ ប្រទេស ដែល បាន ដាក់ ពាក្យ ស្នើសុំ នោះ វិញ ពី អគ្គ លេខាធិការ របស់ អង្គការ NATO hay nghị định thứ 3 bản tọa pin nó mà cứ nên có cái trò chà rieng ប្រទេស đael ban sna đặt pịa chô chi ông ca ni chmuoy nung ông ca NATO ta mđong hay bản tọa pi ông ca NATO ban pđal phleng khiu ruoch hay ប្រទេស đael chi samachik robos ông ca NATO nung aich chô hat lekha te lơ pithi sa chô chi samachik hay dương khơi thmai thmai ni kư a ka choh pithi sa nung ban choh ruoy hai nơ ti krong Madrid doy phiki tuki ko ban pdal chi sambatien ananyat hai khluon aing ko prom choh kaich prom preng ni dae pontae dambei ban khlai te chi samachik NATO pinh sit ta mdong phiki sna som kư trou rong cham rohot dol tae prateh samachik NATO tieng oh vì riêng bản đơn sập ngay cứ miền mà chết sam sập bờ tê những toa tây bờ tê chẳng sam sập nu bắt đầu nơi sạch chả bản đào miền này tha trải chlong cả anh mặt rồi có cả yul prom pi sập hi rồi bắt bờ tê ni mui sẵn từ bờ tê sna som ai khai tới chia mà chết rồi bắt ông cả na tàu bản hay thay thay đi riêng bản khởi ra rót âm rít cứ nơi bờ sập hi rồi bắt ra rót âm rít cứ cái bàn chết chết tình đau rừng này rồi mà xa tới hai chỉ cả bất đắc cả phía xa nơi khôn ông Rotterdam Madrid rồi bỏ hay Spain cả vì sắp đà môn bàn chui ở bất tế xoay ad hay nâng phang lõng bàn chiên tất đau cách bồn priền đà bất tế xa mà chức nà tàu đang xám sắp bàn cho hạt lệ khá tờ lơ bị thi xa ការយល់ព្រមចុះហត្ថលេខារបស់ភាគីតូគីមិនទាន់អាចយើងទទួលស្គាល់ថានឹងបើកផ្លូវទាំងស្រុងឲ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតគាត់ចូលជាសមាជិក NATO ឡើយទេពីព្រោះគាត់ត្រូវរងចាំសភារបស់គាត់សិនហើយក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាដំណាក់កាលនៃការចរចាហ្វាំងឡង់ហើយនឹងស៊ុយអែតនឹងត្រូវផ្ដល់តម្លៃណាមួយមកឲ្យភាគីតូគីបញ្ហាដែលកើតមានរវាងហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតហើយនឹងទូគីគឺនៅត្រង់ថាទូគីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ក្រមខឺតដែលទូគីយល់ឃើញថាជាក្រមភេរវកម្មហើយដូចដែលយើងបានដឹងថាខឺតគឺជាក្រមមួយធំហើយជាក្រមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយមូលដ្ឋានរបស់ខឺតគឺនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសេរីហើយនឹងទូគីហើយទូគីគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលមានការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមនេះពីព្រោះក្រុមនេះជារឿយៗតែងតែជ្រៀតចូលតាមតំបន់ព្រំដែនរបស់ទូគី
ai đi bàn thả tu kí yul khơi thả cầm khơi ní cứ chỉ cầm đã chuyển biến hay chỉ cầm đã miên chết na bằng cà rốt rồi có đặt luôn còn protein hay một bằng cà rốt muối là tam đồng bằng cầm đan đặc biệt seri hay là tu kí đã đồng bằng khác phía kí tu kí khoa cà cà pí hay khán áp đã protein bao seri cho tuần sau cùng miên là tiếp còn cả tu kí cầm này ពីការផ្ដាច់ខ្លួនឬក៏ពីការវិវាទផ្សេងៗនោះទេក្នុងករណីនៃការស្នើសុំសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរតើវាអាចជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរក៏អ៊ុយក្រែនបានកំពុងតែមានដំណើរការនៅក្នុងការស្នើសុំសមាជិកភាពនៅក្នុងអង្គការ NATO ផងដែរ មូលហេតុនៅត្រង់ថាកន្លងមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនគាត់ពុំតាន់បានចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយបើយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនមុនសង្គ្រាមគឺជាប្រទេសដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបយើងឃើញថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺក្រជាងប្រទេសទាំងនោះរហូតដល់3ដងដូច្នេះស្ថានភាពវាខុសប្លែកពីគ្នាច្រើន ខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពនេះវាជាមិនអំណោយផលទេហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងទៅដែរមានប្រទេសសមាជិក NATO មួយចំនួនគឺគាត់មានផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូច្នេះនីតិវិធីនៃការផ្ដល់សមាជិកភាពទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរឹតតែកាន់តែពិបាកទៅទៀតពីព្រោះទាំងប្រទេសមួយចំនួនគាត់នៅខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់ ຈັ່ງគាត់នៅតែរក្សាជំហរមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាពន្យាពេលនៃការស្នើរបស់អ៊ុយក្រែនហើយលក្ខខណ្ឌនៃការចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែនទៅជាសមាជិករបស់ NATO នេះវាមាន requirement ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាមានតម្រូវការមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាខាងផ្នែកសន្តិសុខខាងផ្នែកអីដែលពេលនេះប្រទេសអ៊ុក្រែនស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមស្រាប់ដូច្នេះវាផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌដែល NATO អនុញ្ញាតឲ្យចូលបានបាទលោកសុជាតិជាចុងក្រោយបើយើងមើលទៅលើទិដ្ឋភាពជារួមតាមការយល់ឃើញរបស់លោកសុជាតិតើអង្គការ NATO ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់ឃើញថាអង្គការនេះមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនជាពិសេសខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែវិបត្តិដែលវាកើតមានដោយសារសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះមានឃើញអតិផរណាកើតមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសមិនត្រឹមតែនៅផ្នែកអឺរ៉ុបទេគឺនៅសូម្បីតែផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកក៏ទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនេះដែរប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើល តើអង្គការ NATO ទៅថ្ងៃមុខនឹង យ៉ាងតិចបំផុតចូលរួមចំណែកឲ្យបាន 2% នៅក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាឱកាសសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់នោះក្នុងការបង្កើនថវិកាហើយមានហេតុផលសមរម្យដើម្បីបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថាដោយសារស្ថានភាពទាំងនេះស្ថានភាពសន្តិសុខបង្ខំទើបខ្លួនដាច់ចិត្តឬក៏បង្ខំចិត្ត ប្រើប្រាស់ឬក៏បង្កើនថវិកាការពារជាតិរហូតដល់2%ចឹងនៅថ្ងៃខាងមុខអង្គការ NATO លទ្ធភាពនៃថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិនឹងកើនខ្ពស់ទី2អង្គការ NATO នឹងអាចទទួលបានសមាជិកបន្ថែមទៀតដូច្នេះចំនួននៃសមាជិករបស់អង្គការ NATO ប្រសិនបើយើងរាប់បញ្ចូលទាំងហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតដែលនឹងអាចទទួលបានសមាជិកភាពនៅពេលខាងមុខនេះ
ai là người bị sản xuất. Chúng ta muốn tiếng ông ca NATO nâng ai mình là tập hiệp của ông ca phụng rích nâng phụng rừng cầm lăng dư thi rồi bác luôn thông chứng môn. Đó bây giờ mà chứng phiệp rồi quạt miền càng tài trả ơn. Tổng hôm nay thay vì ca này ca châu rùm khẳng phụ này bị xây sản xuất nâng ca bị chi rồi bác tên mùi mùi càng đào bì phía rồi này phật phát sở rộp khổng sốc. Nhưng ca bà bác thay vì ca nâng ổn nâng ai chui chùm rồi hay nâng phụng rích nâng cầm lăng rồi bác NATO cần được thông chứng môn là tập hiệp này ca ca pi nâng ca thay xa sản được sốc nâng sản tập hiệp nơi thủy Europe ai nâng phá xa trên phát triển bọn và xong mặt cùng bà xong mặt cùng lộ sử chết và đây mình sẽ đọc trên tí kết thúc kết dân phía rồi bỏ dưới nơi khu nông sạp bà đá này có bạn chưa mà đó tìm chọc hơi khi mà có xong thay em nọc cùng xa chết mây đó lộ ông sử chết đài tăng tay trong này bê vì lìa đồng minh đồng lại chú rùm bỏ sài nơi khu nông kết dân phía rồi bỏ dưới bà xong mặt cùng bạn xong mặt cùng nâng xong chùm tiếp lìa chụp khi mà đón tiết nơi sạp bà đá cả đời.